Nguyễn Ánh, kẻ tội đồ hay vĩ nhân lịch sử? Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một vị vua mà chắc hẳn khi nhắc tới Triều Nguyễn, người ta sẽ nghĩ ngay đến ông. Đó là Nguyễn Ánh với hiệu là Gia Long, người đã kế tục sự nghiệp của các chúa Nguyễn và là người lập nên vương triều nhà Nguyễn, vương triều cuối cùng của nền đế chế phong kiến trung ương tập quyền Việt Nam. Đáng tiếc rằng, những bước đi sai lầm của ông đã đẩy dân tộc ta không thoát khỏi mũi súng xâm lược của thực dân Pháp ngay sau khi ông qua đời. Nhưng vẫn có thể coi ông là một vĩ nhân lịch sử, một thực thể tất yếu của lịch sử Đại Việt. Trong danh mục những minh vương dựng nghiệp lớn có cả tên của ông. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vị vua này nhé! Nguyễn Ánh, một ẩn số của lịch sử. Nhìn nhận về vị vua này, thật không hề đơn giản. Đó chắc hẳn là một núi những mâu thuẫn. Mâu thuẫn do chính cuộc đời của ông tạo ra, mâu thuẫn của hoàn cảnh lịch sử và đặc biệt, từ đó đã tạo ra mâu thuẫn của dân tộc với sự đa dạng trong cách nhìn, cách nghĩ, được sản sinh tự nhiên từ ngàn vạn sự kiện thực hư, chính đáng và cả không chính đáng. Nếu không thật sự khách quan và chiêm nghiệm theo nhiều chiều cạnh khác nhau, đồng thời soi xét từ gần đến xa, từ sau đến trước, chủ thể và khách thể, hóa thân vào nhiều vị trí để có góc nhìn trọn vẹn, hoặc luôn bị kiềm tỏa bởi một định kiến chủ quan, thủ cựu, thì thật khó mà thoát mình ra khỏi những sai lầm trong cách nhìn nhận vấn đề. Nguyễn Ánh, một con người được sinh ra và trưởng thành trong một xã hội có nhiều xáo trộn. Đó là những xáo trộn về thế lực, quyền bính và cả những mâu thuẫn về quan niệm. Những nghệ thuật, thao lược giành chiến thắng trong cuộc sàng lọc khắt khe đã đạt đến đỉnh cao. Đánh giá về ông cũng rất là phong phú, đa chiều và tràn đầy mâu thuẫn. Trong lịch sử vương quyền, chưa một vị vua nào như Nguyễn Ánh, trước khi được ngồi trên ngai vàng, cuộc đời và sự nghiệp lại trải qua nhiều gian lao và thách đố đến như vậy. Cũng chưa thấy ai đầy lòng kiên nhẫn để mưu nghiệp lớn giống như ông. Hơn 20 năm lăn lộn, có những lúc cận kề với cái chết, nhưng ông vẫn vươn lên giành được thắng lợi cuối cùng. Mệnh trời đã mỉm cười với ông, và cuối cùng ông là kẻ chiến thắng. Chúng ta tự hào vì chúng ta có Nguyễn Huệ Quang Trung, thì đồng thời chúng ta cũng không thể lãng quên Nguyễn Ánh hoặc tùy tiện đưa ra những đánh giá về con người này. Hai thế lực, hai trận tuyến là những kẻ thù không đội trời chung. Nhưng cả hai con người này đều là thực thể Việt Nam. Mỗi người trong họ đã tạo cho người còn lại một môi trường của sự thử sức, lòng can đảm và sự khôn ngoan để đoạt được chiến thắng từ tay đối phương. Đây là hai mặt trong một hệ thống nhất biện chứng và mỗi người đều là căn cứ để đánh giá và nhìn nhận người kia. Những tài năng thiên bẩm của Nguyễn Ánh là không thể phủ nhận. Từ năm 15 tuổi, ông đã cầm quân, xông pha trận mạc, giành được những chiến thắng quan trọng và là linh hồn của các thế lực đằng trong. Năm 18 tuổi, 1780, trải qua những năm tháng thử thách, ông đã chính thức được tôn vinh làm chúa Nguyễn, Nguyễn Vương. Sài Gòn gia định trở thành thủ đô trong thánh địa của triều đại ông thời kỳ đó. Có lẽ sự nghiệt ngã của hoàn cảnh chính là lò bát quái, là nơi tinh luyện kim đan để cho những kẻ tu hành đắc đạo. Trong sự va đập lịch sử thì lịch sử cũng biết tự chọn lựa. Và một người đã đi đến đích, đã chiến thắng ở trận cuối cùng, đó là Nguyễn Ánh. Đất thánh gia định và sự che chở của các thế lực phong kiến. Nguyễn Ánh là chúa Nguyễn, là trực hệ của Nguyễn Kim, Nguyễn Hoàng. Họ là hậu duệ chính đáng của những thế lực được sinh thành và phát triển qua những thách thức từ vua Lê, chúa Trịnh tại kinh đô Thăng Long. Họ đã đủ tầm sánh ngang với chúa Trịnh để có thể quyết định vận mệnh của đất nước. Với hơn 200 năm tồn tại kể từ khi Nguyễn Hoàng gây dựng sự nghiệp, các thế lực phong kiến cát cứ và bản địa như Vương quốc Phù Nam, Vương quốc Champa đều đã bị quy về chung một mối. Sự tồn tại lúc bấy giờ cũng chỉ mang tính hình thức. Chúa Nguyễn đã tạo điều kiện cho sự phát triển nền kinh tế văn hóa các vùng ở phía Nam mà các thế kỷ trước đó vẫn nằm trong tình trạng lạc hậu hoặc luôn bị sự khống chế của ngoại bang, điển hình là Chất Lạp và Xiêm La. Sự lớn mạnh về chính trị, quân sự, kinh tế của Nam Bộ gắn với lịch sử tồn tại của chính quyền trung ương tập quyền lúc đó, tập đoàn Chúa Nguyễn. Sau khi ý đồ đánh đổ Chúa Nguyễn của anh em Tây Sơn lộ rõ, cộng với sự bất hòa quyền bính trong nội bộ phong trào, thì lập tức các thế lực thân tín đã quay lại bảo vệ Nguyễn Ánh và chống lại Tây Sơn. Trong quá trình tồn tại, bên cạnh những thành tựu vĩ đại do Nguyễn Huệ tạo dựng nên,
đó là những chiến công hiển hách trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc, tiến hành những cải cách về kinh tế văn hóa. Thì đồng thời, những nhược điểm trầm kha của các thế lực khởi nghĩa mang nặng tính nông dân thường mắc phải cũng đã hiện ra trong nội bộ Tây Sơn ngày một trầm trọng. Trầm trọng đến mức không thể cứu chữa, mà Nguyễn Nhạc là sự hiện thân của sự bất cập này. Chính những mâu thuẫn đó đã tạo điều kiện cho các thế lực phong kiến phương Nam nhìn nhận lại và quyết tâm ủng hộ Nguyễn Ánh đến cùng. Những trở ngại lịch sử mà Nguyễn Huệ chưa kịp khắc phục. Kể từ khi đại phá quân Thanh năm 1789, trong hơn 3 năm trời chuẩn bị, lực lượng của Nguyễn Huệ đã vô cùng hùng mạnh. Nhưng đến năm 1792, khi ông đột ngột qua đời, lực lượng hùng hậu ấy lại không phát huy được ưu thế sẵn có. Cái chết của Nguyễn Huệ đã đẩy triều đình Phú Xuân rơi vào tình trạng khủng hoảng. Một triều đình và một lực lượng quân sự khổng lồ, một cỗ máy chiến tranh quy mô lớn, nhưng không có người cầm lái tương thích là Nguyễn Huệ, thì sức mạnh ấy trở thành một sự bị động. Bên cạnh đó, sự tồn tại của Nguyễn Nhạc và thủ phủ Quy Nhơn vẫn nặng sức kiềm tỏa. Nguyễn Ánh nhanh chóng bắt tay với các giáo sĩ phương Tây nhằm tìm kiếm sự ủng hộ, đã góp phần tăng thêm những ưu thế về vật chất, kỹ thuật cho cuộc chiến tranh mà ông ta đang theo đuổi từ lâu. Cũng chính vì vậy, cuộc phản kích của Nguyễn Ánh đã phát huy cao độ tính hiệu quả. Chỉ trong vòng 10 năm vừa cầm cự vừa rút lui, năm 1802, toàn bộ sự nghiệp của Tây Sơn đã hoàn toàn sụp đổ. Lịch sử nước ta từ đó bước sang một trang mới. Nguyễn Ánh và những bước đi táo bạo. Trong lịch sử dân tộc Việt Nam thì Nguyễn Ánh là người đầu tiên có quan hệ hợp tác với các nước phương Tây khá toàn diện và có bài bản trên các phương diện quân sự, ngoại giao, kinh tế và cả về chính trị mà trước đó chưa một nhân vật lịch sử nào với tới. Đó là việc ký hiệp ước giao hảo với Pháp, mua vũ khí của Pháp hay dành cho Pháp những đặc ân nhất định trong khu vực thuộc quyền kiểm soát của mình. Trước hết, những việc làm đó của Nguyễn Ánh đã thể hiện những bản chất sau đây. Nguyễn Ánh đã nhận ra ưu thế về kinh tế, kỹ thuật và cả về quân sự từ các nước phương Tây xa xôi. Những cái phương Tây đang có là những cái theo ông là thực sự cần thiết đối với tình hình lạc hậu mà ông đang phải gánh chịu và cần tạo cơ hội để có được ưu thế đó, nhất là trong cuộc chiến một mất một còn với Nguyễn Huệ Quang Trung. Ý chí phục thù và giành chiến thắng bằng mọi giá. Nếu so với những đối sách của Nguyễn Huệ thì các nước đi trên thế trận của Nguyễn Ánh thực sự cũng rất phức tạp và đa dạng, khó có thể lường trước được. Trước một châu Âu xa xôi, khác lạ về mọi thứ, thế mà Nguyễn Ánh dám bắt tay để giao hảo thì quả thật cũng là một sự táo tợn độc nhất vô nhị. Chỉ có Nguyễn Ánh mới có thể làm nổi chuyện này. Trong suốt nhiều năm đánh nhau với Tây Sơn, bên cạnh Nguyễn Ánh có một đội ngũ các chuyên gia kỹ thuật quân sự rất có kinh nghiệm, hỗ trợ đến từ phương Tây. Theo tài liệu của Thực Lục Chính biên chép lại, thì vào năm 1791, Nguyễn Ánh đã thông qua một người nước ngoài tên là Budinoni để gửi mua tại Bồ Đào Nha một vạn súng điểu thương cùng với 2.000 cỗ súng gang, mỗi cỗ nặng đến 100 cân, 2.000 viên đạn nổ, đường kính 10 tấc. Trong các cuộc giao chiến với Tây Sơn sau này, Nguyễn Ánh toàn dùng các loại vũ khí hiện đại này. Chính sự mẫn cảm của Nguyễn Ánh đã gây nên nhiều xáo động trong cách nghĩ của các sĩ phu sau này. Có nhiều ý kiến còn cho rằng, nếu các bậc hậu thế như Minh Mạng, Thiệu Trị hay Tự Đức biết học tập và kế nghiệp những tinh hoa của Nguyễn Ánh trong mối bang giao với các nước phương Tây, thì có thể cơ may lớn đã mỉm cười với dân tộc Việt Nam ta. Rất có thể chúng ta đã văn minh hơn, cường thịnh hơn và không phải trở thành mục tiêu nổ súng thôn tính của Pháp ở nửa sau thế kỷ 19 như nó đã diễn ra. Dù đó chỉ là một sự nuối tiếc, một ảo tưởng không thực tế, nhưng chí ít cũng để lộ một điều. Các hành động hợp tác với phương Tây của Nguyễn Ánh do Bá Đa Lộc làm trung gian, âu cũng là đúng quy luật và không mang bản chất bán nước. Nó nằm trong thời kỳ và một nhiệm vụ lịch sử khác. Nên nhìn vấn đề ở nhiều góc độ. Âm mưu với tay mở rộng ảnh hưởng nhằm thôn tính các nước phương Đông ngày càng được thể hiện khá rõ ràng. Trong đó, Pháp là một nước điển hình. Tuy nhiên, trong trường hợp cụ thể của Nguyễn Ánh, tại thời điểm đó thì lại chưa hẳn là như vậy. Bản đệ trình của Nguyễn Ánh do Bá Đa Lộc soạn thảo được gửi đến chính phủ Pháp với những điều khoản có lợi cho Pháp. Không những vậy, lại kèm theo đứa con trai cưng như là một vật để làm tin, thì điều đó càng thể hiện rất rõ quyết tâm của Nguyễn Ánh. Tuy nhiên, không biết vì sao, chính phủ Pháp lại bác bỏ và từ chối những đề nghị đó, để rồi chính Bá Đa Lộc phải tự xoay sở theo con đường riêng của mình ủng hộ Nguyễn Ánh. Mặt khác, ở góc độ Nguyễn Ánh để xét,
vì nhu cầu chống lại nhà Tây Sơn hùng mạnh nhằm hoàn thành nghiệp lớn. Những hành động hợp tác và cầu viện từ bên ngoài đồng nghĩa với việc cam tâm bán nước cầu Vinh hay không thì lại là vấn đề mà chúng ta nên đánh giá công bằng và khách quan hơn. Trước thế mạnh của Nguyễn Huệ, tính mạng của Nguyễn Ánh và những người thân tín của ông như chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ. Việc tìm cách cứu mình cùng với gia quyến khỏi cái chết rồi từng bước khôi phục sự nghiệp có lẽ là nhu cầu trên hết và chắc chắn cần phải làm. Gửi đứa con trai 4 tuổi Nguyễn Phúc Cảnh cho một giáo sĩ mang về Pháp nhằm đảm bảo tính mạng cho đứa trẻ, âu cũng là việc làm của một người làm cha. Với mưu trí khôn lường của Nguyễn Ánh, thì việc xin cứu viện có đồng nghĩa với việc đánh mất độc lập dân tộc, chưa thực sự trở thành hai mặt của một vấn đề. Mối quan hệ của ông với các giáo sĩ phương Tây cũng khá chặt chẽ, lâu dài, vậy mà rồi cũng đến hồi kết. Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi hoàng đế với niên hiệu Gia Long. Khi có toàn quyền bính trong tay, ông lại trở về với cái nguyên mẫu của một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền truyền thống trước đây. Nho giáo, cố hữu và thủ cự. Bộ luật Gia Long mà ông là linh hồn cũng chỉ dám mô phỏng những nội dung của bộ luật Hồng Đức từ thời Lê Sơ. Các chế độ tư pháp, hành chính, khoa cử hay quan lại, ruộng đất, về cơ bản vẫn như các triều đại trước. Những dấu hiệu mở mang với phương Tây trước đây gần như đã bị chôn vùi và dĩ vãng. Hãy đặt một giả thuyết. Nếu mà Nguyễn Ánh không tranh thủ sự giúp đỡ của các giáo sĩ Pháp chống lại Tây Sơn ở cuối thế kỷ 19, thì liệu hơn 60 năm sau đó, Việt Nam có chắc chắn là tránh được loạt đạn đại bác của thực dân Pháp hay không? Những gì mà Nguyễn Ánh thực hiện trong quan hệ với các giáo sĩ người Pháp trước đó không phải là sự ràng buộc để năm 1858, Pháp tấn công bán đảo Sơn Trà và tiến hành cuộc xâm lược quy mô lớn của mình. Càng về cuối đời, tính dân tộc chủ nghĩa trong ông ngày càng tăng lên đến mức cực đoan. Rồi đến các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị hay Tự Đức sau này cũng vậy. Đất nước Việt Nam đã bị đóng khung chết cứng trong thiết chế phong kiến tập quyền cổ điển, lạc lõng và cô đơn. Những gì diễn tiến ở nửa sau thế kỷ 19 như chúng ta đã thấy, để rồi nước ta trở thành thuộc địa của thực dân Pháp, được xuất phát từ một thế trận, một hoàn cảnh lịch sử khác. Các nước láng giềng trên bán đảo Đông Dương như Lào hay Campuchia không hề liên quan gì đến các hành động của Nguyễn Ánh 100 năm trước đó tại Việt Nam. Nhưng rồi họ cũng trở thành mục tiêu xâm lược của Pháp và cũng không tránh khỏi số phận thuộc địa. Các bạn nghĩ sao về Nguyễn Ánh? Kẻ tội đồ hay là vĩ nhân? Đừng quên để lại quan điểm của quý vị về nhân vật đặc biệt này nhé! Hãy đăng ký kênh Chân Dung Lịch Sử để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!